nào ngược lại với nhân quả. Còn lời khích lệ nó có giá trị giúp cho chúng ta trấn an trong một cái hoàn cảnh ta quá bị bấn loạn về tâm và không đủ sức để vươn lên thành công trên con đường tu học và hành trì. Thước đo thứ ba là tứ diệu đế, là một phương diện giải quyết vấn đề cho nhiều tình huống nghịch cảnh khác nhau. Công thức của tứ diệu đế là hai lớp nhân quả. Thứ nhất là thừa nhận bế tắc khổ đau có mặt với mình là một hiện thực, và do vậy người tu học theo Phật giáo không có chán nản chốn cả cuộc đời và nghịch cảnh, phải trực diện với chúng bằng một thái độ bản lĩnh không sợ sệt, để ta xem gốc rễ của nó nằm ở đâu. Thì từ cái thái độ phân tích như thế này, ta mới truy ra được nguyên nhân xa và gần, khách quan và chủ quan, mình và người, hoặc bao gồm tổng hợp những thứ vừa nêu. Trong kinh tế học và trong các lĩnh vực ngành nghề, trong khoa học, hầu như không có cái phương pháp nào vượt ra khỏi cái cấu trúc là thừa nhận cái bế tắc để tìm ra cái nguyên nhân. Và cái lớp nhân quả thứ hai đối lập lại lớp nhân quả đầu này, đó là an vui hạnh phúc, đỉnh cao nhất của nó là niết bàn, không bị trở về với trạng thái của khổ đau thêm một lần nữa. Và nó không có được từ cách chúng ta cầu nguyện quan sinh hay là các phép màu, mà nó có được bằng con đường thực tập bát chánh đạo, bắt đầu bằng chánh tư duy và kết thúc là bằng chánh tuệ. Như vậy ta thấy rất rõ là cái con đường thực tập cho Phật giáo chính là tiến trình nhân quả. Và đúc kết lại lời Phật dạy trong kinh, Ngài khẳng định xưa cũng như nay, có nghĩa là từ lúc Ngài thành đạo dưới cội Bồ Đề cho đến trước khi nhập Niết Bàn, trong suốt 49 năm thuyết pháp đó, Ngài chỉ nêu ra hai vấn đề là vạch mặt khổ đau và chỉ rõ con đường để vượt qua khổ đau. Như vậy là tu học mà ta không dựa trên giải quyết vấn đề bằng tứ diệu đế thì ta sẽ đi ngoài quỹ đạo của chánh pháp. Tứ diệu đế là một từ dịch nói nặng về phương diện phép màu, chứ dịch sát nghĩa đó là tứ thánh đế. Sở dĩ nó có chữ thánh là vì nếu bất kỳ một hành giả nào tại gia hay là xuất gia thực tập đúng cái con đường đó, thì sau một thời gian thực tập á, cái tính cách phàm phu của chúng ta sẽ giảm thiểu khá đáng kể. Thế vào đó là tính cách của thánh nhân. Nếu ta tu tập một cách rốt ráo thì người phàm sẽ không còn là phàm nữa, mà trở thành thánh nhân với tư cách sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả, đến A-la-hán, Bồ-tát và Phật. Vấn đề còn lại là thời gian và phương pháp luận, cũng như là cái nỗ lực dụng công của chúng ta như thế nào. Như vậy trong cái phương pháp phân tích đó, nó sẽ giúp cho chúng ta hiểu vấn đề một cách thấu đáo hơn. Đó là thước đo thứ ba. Thước đo thứ tư là học thuyết vô ngã. Tức là nếu pháp môn nào mà cho rằng là cái ngã này đó là thật với mình, được đánh đồng bằng danh xưng do cha mẹ đặt, được đánh đồng bằng cái thân thể vật lý 36 thế trượt, được cấu tạo bởi quy lý chất rắn, chất lỏng, chất nhiệt, chất vận động, hoặc là dòng cảm xúc này, ý niệm hóa này, tâm tư này và nhận thức phân biệt này là cái tôi, và cái tôi đó bị lệ thuộc vào một trong năm yếu tố hay là cả năm yếu tố, thì người đó đang đi trên con đường tà chứ không đi trên con đường của Phật pháp. Và khi ta hiểu được vô ngã về phương diện nhận thức luận, thì đối diện với cái già bệnh chết và tất cả những cái thiên tai tặc ách trong cuộc đời, thì hành giả Phật giáo sẽ rất là thản nhiên hoan hỷ chấp nhận đó. Do vậy không có những cái phản ứng phụ trỗi dậy dẫn đến sự khống chế nỗi đau, hay là dẫn đến sự tàn phá cái cõi tâm của mình, thì người như thế được xem là hiểu được vô ngã. Về phương diện tâm lý học, người hiểu được vô ngã đó sẽ có một thái độ rất khiêm hạ, từ tốn, không cống cao ngã mạn, không cho mình là trung tâm của vũ trụ, không xem mình là quan trọng,
không nghĩ mình là trục xoay, không xem mình là tất cả, mà xem mình chỉ là một bộ phận trong một cơ cấu tổng thể của sự sống. Trong đó có rất nhiều con người mà mỗi người đóng một vai trò chức năng khác nhau. Như vậy, ta có thể là thầy của thiên hạ về sở trường tốt nhất của mình, nhưng ta là học trò của thiên hạ về hàng trăm nghìn cái lĩnh vực mà mình không thuộc về sở trường. Do đó, bằng tinh thần như thế, thì cái việc mà tu học cần phải tinh tấn dương lên, sẽ không bao giờ có cảm giác rằng mình đã tu học đủ rồi, mình đã trọn vẹn rồi, mà không cần phải tìm kiếm thêm một cái gì khác nữa. Do đó, thước đo thứ năm này sẽ giúp cho chúng ta không mê tín vào cái tôi, để không rơi vào cái chủ nghĩa ngã si, ngã kiến, ngã mạn, ngã ái, không có thần tượng cái tôi mình là trên hết, để trở nên rất là khiêm hạ, hòa nhã, kính trên, nhường dưới và dung thông ở trong tất cả các phương diện đối tác. Và thước đo thứ năm là hiểu rõ được tiến trình vô thường. Vô thường đó, nó là cái dòng chảy của thời gian. Lúc đầu tạm gọi nó là quá khứ, kế tiếp nó là hiện tại, và những cái chưa diễn ra là tương lai. Cái tương lai dần dà trở thành hiện tại, cái hiện tại cứ bỏ tích tắc trôi qua trở thành quá khứ. Và cứ như thế, cái dòng trôi chảy này không bao giờ có sự dừng. Do vậy mà vũ trụ nó được hình thành, tồn tại, phát triển, hoại diệt, gọi là sanh trụ dị diệt. Và sự hình thành lên chúng được gọi là thành trụ hoại không. Còn con người thì có bốn giai đoạn: sanh, già, bệnh, chết. Mùa màng thì gồm có bốn: xuân, hạ, thu và đông. Ngắn lại hơn là có ngày và đêm. Và do vậy cái sự vận hành đó luôn luôn trôi chảy trong cách thức là tiếp nối, không bao giờ dừng. Như thế thì khi đối diện trước cái già bệnh chết, ta thấy rằng nó là một quy luật tất yếu và tự nhiên, cho nên không cưỡng lại, không kháng cự lại, không phủ định đó, mà thuận theo nó để ta chuyển hóa tâm thức, không để cho nỗi khổ niềm đau bám lên trên sự chấp trước này. Và nhờ như vậy, hành giả được thông dong và tự tại. Tất cả các pháp môn của Phật giáo Đại Thừa, tất cả các kinh điển của Đại Thừa đều là sự phát triển một cách chuyên môn về một lĩnh vực nào đó trên năm thước đo vừa nêu. Không có cái nào mà vượt ra khỏi năm thước đo này. Bằng những ngôn ngữ khác nhưng nội dung vẫn chỉ là một. Chi tiết hóa hơn, ấn tượng hơn, rộng rãi hơn để mang tính thuyết phục hơn, giống như là một tác phẩm văn học thời hiện đại. Nhưng tất cả cũng nằm trên nền tảng của năm thước đo đó. Thì như vậy là khi ta học cái gì đó muốn cho thấu đáo đến đây đến chốn, thì ta lấy năm thước đo này ra làm chuẩn, thì không bao giờ sợ cái chủ nghĩa thần tượng vào ông thầy hay là một sư cô nào đó làm cho mình có thể mê tín và gì đó. Do đó đó, thà ta chấp nhận cái sự khó khăn về nhân quả để cái nỗ lực tự tu tự học đó nó có mặt ngay từ ban đầu, thì ta sẽ trở thành con người đi thành công được mấy chục phần trăm. Còn ta nghe theo những lời hứa hẹn như là ta ăn những chiếc bánh vẽ đó, thì có vẻ nó hấp dẫn giai đoạn đầu, nhưng là nó vô vị ở trong tiến trình đi, và nó không có kết quả gì ở cái điểm cuối cùng. Như thế, học như vậy nó được gọi là học thấu đáo. Điều kế tiếp trong việc học thấu đáo là ta phải hiểu rất rõ là mỗi bài kinh Phật dạy có hai lớp ý nghĩa. Lớp 1 là nghĩa đen và chữ trắng. Lớp thứ 2 là biểu tượng, mà bản chất của biểu tượng là muốn ngấm ngầm ám chỉ một triết lý. Mà trong nền văn hóa của Ấn Độ, người ta không thích nói hoạch toẹt. Cũng giống như trong văn chương Việt Nam, chuyện Kiều được xem là một kiệt tác. Không phải vì đó nó nói một cái câu chuyện lâm ly bi đáp, mà vì đó nó có nhiều điển kích, điển tích, và sử dụng những cái ngôn từ đó rất là ấn tượng. Nó làm cho người ta phải chấp nhận là nó hay hơn cái nguyên tác mà Nguyễn Du vay mượn từ Trung Hoa gần như là hết 70%. Do đó đó, người Ấn Độ cũng tương tự, nói bằng nghĩa đen chỉ trắng thì họ xem đó là một tác phẩm bình thường, nói bằng biểu tượng để tạo cơ hội cho họ giải mã các triết lý được xem là một tác phẩm hay.
đạo Phật có mặt ở trong nền tảng văn hóa tâm linh này, nên các tổ đại thừa đã sử dụng các kỹ năng đó để mô tả triết lý cao siêu của đại kinh. Cho nên á, tiếp xúc với kinh, phân tích về tâm tính, phân tích về các sự kiện, ta cũng cần phải phân tích bằng hai lớp ý nghĩa đen trắng và biểu tượng. Và phần lớn các ngôn ngữ ở trong kinh đại thừa thường thuộc về dạng biểu tượng. Do đó tiếp xúc lớp biểu tượng thì ta mới hiểu thấu đáo được triết lý sâu xa mầu nhiệm trong kinh đại thừa. Ví dụ kinh đại thừa nêu ra Hoa Sen Chánh Pháp để cho chúng ta thấy khi sen còn ở trong bùn, ở dưới mặt nước với hình thức là một cây nụ, cây búp, khi là giữa chừng nước cũng với hình thức là một cây búp, trồi lên trên mặt nước cũng là một cây búp, sau đó nở ra vài chục phần trăm và nở trọn vẹn 100%. Phân tích về năm tiến trình vừa nêu, ta thấy trong thân trong búp sen và hoa sen có đầy đủ năm yếu tố, bốn yếu tố gương, nhụy, cánh và hạt, và điều đó nó giúp cho chúng ta hiểu về cái nhân quả đồng thời. Bốn cái vị trí của sen ở dưới bùn, lần dừng mặt nước, lên mặt nước và nở đầy đủ, tượng trưng cho các trình độ tâm linh của các chủng loại chúng sinh. Khi còn trong cảnh giới của ngạ quỷ, hay là súc sinh, hay là con người, A-tu-la, chư thiên, hay là A-la-hán, Bồ-tát và Phật, thì sự khác nhau chỉ là nằm ở vấn đề thời gian. Còn tính giác ngộ mà đỉnh cao nhất là Phật tính vốn không mất đi ở trong tiến trình của đời sống. Và khi ta nhận dạng hiểu được như thế thì hàng chúng sinh sẽ không rơi vào trạng thái mặc cảm và tự ti, nghĩ rằng mình là kẻ phàm kẻ tục, không tu được, không đắc được, không đạt được như là trình độ tâm linh của các vị Phật và Bồ Tát. Từ đó ta rũ bỏ được cái mặc cảm tự ti, và khi ta đạt được ta cũng không rơi vào cái tâm thức cống cao ngã mạn, vì việc đạt được đó nhiều người cũng làm được trong quá khứ, các Đức Phật quá khứ, các Bồ Tát quá khứ, các A-la-hán quá khứ, các vị thánh tăng quá khứ, các vị cư sĩ cao cấp quá khứ cũng đã từng đạt được như thế, trong tương lai cũng như vậy. Cho nên không có gì để hãnh diện tự hào là ta đạt được như vậy. Thì nhờ đó đó, hành giả vượt ra khỏi hai cái phương diện đối lập của cái tôi là cống cao và mặc cảm. Cống cao là sự chương sinh của cái tôi, mặc cảm tự ti là sự lẹp xẹp, lép xẹp của cái tôi. Cứ giống như đó, một bên đó là bánh xe quá trư phòng, hơi đó nó được bơm quá đầy thì cái lốp đó dễ bị nổ. Còn một bên đó là bánh xe là xẹp lép, không có một cái hơi gì, chạy chút xíu là ruột nó bị cán nát ra và tai nạn cũng có mặt. Cho nên hai phương diện chương sinh và xẹp lép của cái tôi đều là kẻ thù của con đường tâm linh, con đường hạnh phúc. Cho nên hành giả Phật giáo cần phải phân tích thấu đáo để vượt qua. Như vậy là hình ảnh của hoa sen á, đừng hiểu đơn thuần là cái hoa để dâng cúng Phật, cái hoa đẹp vào mùa hè, cái hoa có thể cho mình cái tim an thần, có giấc ngủ. Hạt sen là để ăn, hỗ trợ cho tim. Còn ngó sen là để ăn gỏi, lá sen là để gói bánh, và những cái phần còn lại của thân sen là để làm thuốc nam. Nếu ta nghĩ theo nghĩa đen đơn thuần như thế thì ta chỉ đạt được cái giá trị y học từ cây hoa sen này mà thôi. Còn nếu ta nghĩ đây là một biểu tượng để mô tả về Phật tính, để cho mình không rơi vào cái mặc cảm phàm phu và cũng không rơi vào cái trạng thái cống cao ngã mạn, thì ta thấy đây chính là một triết lý. Thì toàn bộ các kinh điển đại thừa đều diễn ra theo một cái cơ cấu như thế. Ví dụ thứ hai cũng ở trong kinh Pháp Hoa, chúng ta thấy là khi Đức Phật tuyên diễn về pháp môn Nhất Phật Thừa, mấy ngàn người đã đứng dậy bỏ đi, rất nhiều người hoang mang,
Đức Phật nói hãy ngồi yên đó.